Vâng, xin chào bà con đã quay trở lại với kênh Quang Huy Vlog, một trong những cái kênh chuyên đi review bất động sản. Hôm nay anh em chúng tôi tiếp tục cái chương trình đi review bất động sản ở tại khu vực huyện Cần Giờ, đưa mọi người đến tham quan cái dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ này, và cái dự án tiếp theo là dự án La La Mansion này, có tên gọi là Phúc Lộc Thọ này. Đây là những cái căn biệt thự vườn một trệt một lầu này, biệt thự vườn sinh thái, diện tích đất được 400-500 mét nha, và diện tích sàn xây dựng là được cái mức ở đi 300 mét đất. Dự án này thì có quy mô 56,89 hecta, nó nằm ở mặt tiền của đường Lương Văn Nho, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, và tổng mức vốn đầu tư lên đến 1.000 tỷ đồng. Dự án này thì được chủ đầu tư là công ty xây dựng và kinh doanh nhà Phúc Lộc nha, làm chủ đầu tư. Ngày trước thì dự án được mở bán ở những cái giai đoạn năm 2012-13, thì hiện tại đã hoàn thành xong phần thô một phần rồi, bắt buộc phải xây theo những quy cách có móng cọc, và đơn vị xây dựng là công ty cổ phần Việt Phú An nha. Dự án này thì rất là đa dạng các loại diện tích. Ngày trước thì chủ đầu tư bán với phân khúc định vị là nhà xây sẵn, quy hoạch chi tiết 1-500 đầy đủ nha. Hiện tại thì giá đang giao dịch đất đai bên này từ mức 30 cho đến 45 triệu mét nha. Mặt tiền đường Lương Văn Nho ở mức 42 đến 45 triệu mét. Còn những cái đường nội bộ thì giao dịch ở mức 30, 33 đến 35 triệu mét nha. Những cái lô đường nội bộ thì diện tích 5x22, nhà phố 1 trệt 2 lầu. Còn những cái lô biệt thự thì sẽ xây dựng theo quy hoạch, và diện tích đất của nó lên đến mức 400-500 mét nha. Ngày trước thì chủ đầu tư bán với cái mức giá chỉ có mức 6 triệu cho đến 7 triệu rưỡi mét thôi. Nhưng mà hiện tại thì rất là nhiều những cái phân khu trong này dự án đang bỏ hoang này. Đó, những cái phân khu tiếp theo. Dự án này thì ngày xưa có một thời gian bị vướng lùm xùm về pháp lý này. Vị trí rất là đắc địa này, mặt tiền đường Lưu Văn Nho và đường Lê Hà Thanh. Còn một mặt nó giáp với khu dân cư bên ngoài và khu vực sông rạch rất là lớn, ba mặt rạch nha. Tất cả cây công viên cây xanh này đã trồng đẹp hết rồi này. Dự án này có đầy đủ quy hoạch chi tiết 1-500. Toàn bộ là nhà phố biệt thự shop house, không có căn hộ nha. Đường thì 12, 15 và 20 15 mét. Đó, vỉa hè 3 đến 5 mét, điện nước âm này. Những cái khối bên này thì trồng cây cả được 10 năm rồi. 10 đến 15 năm. Nên cây rất là lớn này. Dự án này thì có bao gồm 388 căn biệt thự nghỉ dưỡng, 246 căn nhà phố, 5x22. Hệ thống tiện ích thì có 24 tiện ích nha. Khu vực clubhouse, hồ bơi, công viên đầy đủ hết. Đặc biệt là những cái lô biệt thự vườn ở bên đây, diện tích đất nó lên đến 4-500 cho đến cả ngàn mét vuông đất nha. Ở bên này thì toàn bộ là hợp đồng mua bán, và khi có sổ là khi nào mà chúng ta xây xong nhà hoàn công thì sẽ ra sổ. Tất cả bên này xây theo quy hoạch, trừ trước trừ sau theo cái quy bản đồ quy hoạch chi tiết 1-500 chủ đầu tư đã xin với nhà nước nha. Ở dự án này so với thời điểm khi mà mới mở bán thì nó cũng tăng rất là nhiều rồi nha, tăng 4-5 lần rồi. Nhưng mà tôi thấy rất là hoang vu, mặc dù dự án là khu cầm bao nha, nhưng mà rác rồi thì công viên cây xanh làm chưa xong, những cái khu clubhouse, những cái khu hồ bơi tiện ích thì cũng chưa có đưa vào sử dụng. Cái này thì chúng ta xây dựng đơn giá theo mét vuông, công ty Việt Phú An sẽ xây ở mức 4 triệu rưỡi đến 5 triệu chưa VAT nha. Đây là những cái căn biệt thự vườn này, diện tích là đi 20x25, 1 trệt 1 lầu nha. Tất cả cái này là cụm cầm bao, an ninh 3 lớp nha, rất là đẹp này, 1 trệt 1 lầu. Diện tích sàn nó lên đến mức 380 mét. Bên này thì có những cái lô nhà phố liên lập, hiện tại đang giao dịch ở mức 4 tỷ rưỡi đến 5 tỷ rưỡi nha. Khi nào có sổ chúng ta có thể vay ngân hàng được nha. Còn lại là hiện tại đang là hợp đồng mua bán với chủ đầu tư. Và so với các khu vực xung quanh thì giá đất bên đây còn vẫn đang là rất là rẻ nha. Chủ đầu tư thì làm những cái khối tiện ích, cây xanh làm tôi thấy cũng rất là đẹp. Từ đây thì chuyển ra trung tâm thị trấn Cần Giờ thì mất khoảng độ 15 phút thôi. Ra khu trung tâm hành chính, trường học liên lập cấp 1, cấp 2, cấp 3. Khu vực chợ ở Hàng Dương thì mất khoảng độ 10 phút. Rồi di chuyển ra khu đô thị lấn biển thì rất là gần nha. Công ty Việt Phú An đang xây cái dự án này này, rất là đẹp. Vỉa hè thì
3m đến 6m. Ở đây là cái khu vực xử lý nước thải này. Dự án thì có hết rồi nha. Tất cả các nền bên này đã ép móng cọc này. Rất là đẹp. Vị trí đắc địa. Ba mặt rạch. Và bên này ngay kế với khu đô thị lấn biển Cần Giờ, quy mô 2.870 hecta. Đây là một dự án rất là tiềm năng, di chuyển ra ngã ba của khu vực Long Hòa rất là gần nhá. Ở đây là cái khu vực cổng số 2 này, nó có mặt tiền đường Lưu Văn Nho luôn, nhưng mà đã bị hàn hết rồi. Dự án này thì có hai cổng vào, một cổng ra, mặt tiền của đường D Hà Thanh một cổng, mặt tiền đường Lưu Văn Nho hai cổng nha. Trục dãy shop house đường Lương Văn Nho lộ dưới 40m này, vỉ hè mỗi bên 5m. Hiện tại chủ tư đã quây tôn lại hết. Và trong dự án thì tôi thấy những cái dãy biệt thự song lập vườn và biệt thự đơn lập vườn, mật độ xây dựng ở bên đó những cái hộ dân về chỉ ở mức khoảng độ 25% sau cả hơn chục năm triển khai này. Rất là ít người ở nha bà con. Dự án này thì có một thời gian đã bị lồm xồm với vấn đề về pháp lý, này phải đóng thuế sử dụng đất này, cái mẫu nhà cũ ngày xưa rất là xấu và người ta chỉ để nuôi yến đấy này. Hiện tại thì có khoảng độ 20-30 hộ dân đang về xây nhà, nhưng mà tỷ lệ lấp đầy và cư dân về sống bên này rất là ít nha, do mẫu xây dựng rất là xấu. Thứ hai nữa là so với khu vực Cần Giờ thì dự án này cũng giá bắt đầu tăng rất là nhiều, 30 cho đến 45 50 triệu một mét. Và vì chưa có cái cầu Cần Giờ cho nên đi lại giao thông qua mấy cái phà bắc ngang qua từ khu vực Long An cũng như là khu vực quận 7 Nhà Bè sang bên này hoặc là Đồng Nai sang rất là bất tiện nha. Và những khối biệt thự này xây cả chục năm để bỏ hoang này, một trệt một lầu 400-500 mét sàn nha, toàn bộ là Việt Phú An xây dựng. Tôi thấy bỏ hoang rất là nhiều, có những cái căn đã xây trong phần thô bỏ hoang 4-5 năm và hoàn thiện nội thất cho thuê mức chiều bể cho thuê 6-7 triệu, tổng giá trị 5-6 tỷ mà cho thuê 6-7 triệu, rất là rẻ này. Những cái căn nhà phố này có 5x22, sườn trước đến 6m và vỉa hè sau từ hồng 2m này, mẫu xây dựng rất là xấu, cũng bỏ hoang, không có mấy hộ đã về để ở này, có những cái mẫu xây sẵn, mẫu quá xấu và bỏ hoang rất là nhiều. Này, 100 căn biệt thự và nhà phố này, quá lãng phí luôn. Những cái căn như thế này đang có giá trị giao dịch ở mức 5,5 tỷ cho đến 6 tỷ cho bà con. Nhưng mà tốc độ hấp thu thị trường rất là thấp. Dự án này thì nó nằm trọn tại ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa. Đầy đủ tiện ích, không có chung cư, những cái khối căn hộ không có, chỉ có biệt thự, nhà phố, shop house, trung tâm thương mại, lắp hầu, công viên, hồ bơi, rồi thì trường mầm non, quỹ đất giáo dục thì trong này có hệ thống xử lý nước thải, chủ đầu tư đã làm rồi này. Đó. Cái sân trừ đến 5-6 mét, xong vỉa hè 5-6 mét nữa. Tôi thấy xây như vậy rất là lãng phí này. Cái mặt đằng sau những căn nhà phố 5x22 ở mức 4 tỷ rưỡi xây mẫu thiết kế rất là xấu. Không biết ngày xưa đơn vị nào đã thiết kế những cái mẫu nhà như thế này. Quá là xấu luôn. 4-5 năm trở lại đây, giá bất động sản ở Cần Giờ đã tăng lên đến đỉnh rồi. Nên là nó cũng không có hấp dẫn được nhà đầu tư mua lại dự án này nữa. Tất cả bên này đang hợp đồng mua bán, pháp lý thì tôi thấy cũng ok. Xây dựng nhà xong hoàn công sẽ ra sổ nha. Ngân hàng cũng sẽ hỗ trợ cho vay. Đó. Được cái là hai mặt đường, một mặt rạch, một mặt sông. Ở cái video đưa mọi người đến tham quan cái dự án khu đô thị Phúc Lộc Thọ, hay cũng có tên gọi khác là Lada Mansion, nó tọa lạc tại ấp Hiệp Hòa, đường Lương Văn Nho, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Xin được kết thúc ở đây và cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe nha. Bà con nhớ nha, like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em chúng tôi. Rồi bà con có nhu cầu muốn mua bán, ký gửi, quay video bán nhà đất chính chủ, căn hộ, biệt thự, đất nền thì hãy inbox trực tiếp cho anh em tôi, hẹn lịch để đến quay video giới thiệu đến khách hàng để cho bà con có thể giao dịch một cách nhanh nhất và được giá nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.